Chào nhà nhá. Hôm nay bản giao cái mít về Bắc Giang, mít U Cục. Tơ nhá. Đăng trên kênh YouTube nhé, chia sẻ một cái mít nhé. Cái mít này về Bắc Giang các bạn nhé. Cháu Phương tóc dài. Cái mít thì vành gốc 200, phát tầm cái 8 là nó bay. Bay. Này về cho đến cái bồn cây trước cửa nhà đẹp rồi. Thần. Chào nhé. Cây mít này đẳng cấp rồi, chỉ nói thế thôi. Ở đấy. Về Bắc Giang nhưng còn đặt ở chỗ nào thì mình không biết. Chắc chắn là nó ngựa ở Bắc Giang rồi. Bay. Đào này nghe chừng không chưa thấy cạch cạch đá, thấy khấn khởi nhỉ. Cạch cạch đá thì mỏi lắm. Dễ từ nhiều. Không. Xe 5 tấn nó vào tận gốc này, cứ đánh bầu to như này là phải rồi. Đảm bảo yên tâm. Cháu mà xem vào tận nơi được, cứ phải đánh đầu bầu to. Chào khăn khăn nhé. Cây nha. Cũng là đánh bé. Đây, lên chỗ xe, lên chỗ vượng lấy hai cái.